Tàu Việt Á 3000 tấn va trụ cầu, nhân viên điều hành cầu phao rơi xuống sông mất tích. Trong lúc di chuyển qua cầu phao đã mở, chiếc tàu Việt Á mang cố hiệu VA999 tải trọng 3000 tấn đã va vào trụ cầu khiến một nhân viên điều hành cầu phao rơi xuống sông mất tích. Ngày 20 tháng 3, thông tin từ ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xác nhận tại khu vực cầu phao Ninh Cường vừa xảy ra vụ việc một nhân viên điều hành cầu phao rơi xuống sông mất tích. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, tàu Việt Á mang số hiệu VA999 trọng tải 3000 tấn khi đi lưu thông qua cầu phao Ninh Cường nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định thì bất ngờ va vào trụ phao số 7 và xà lan điều hành cầu phao Ninh Cường. Vụ va chạm khiến anh Phạm Văn Hát sinh năm 1987, quê tỉnh Lai Châu, là nhân viên hợp đồng trên xà lan điều hành cầu phao rơi xuống sông Ninh Cơ. Do nước sông lớn nên sau khi rơi xuống sông, anh Hát đã mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hưng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên đang được điều tra làm rõ.